Tối ngày 26 tháng 7, phường Phương Nam tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, mùng 1 tháng 8 năm 1930, mùng 1 tháng 8 năm 2020. Chương trình gồm 12 tiết mục đặc sắc do các khu dân cư, cơ quan, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn biểu diễn. Các tiết mục có chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi quê hương đất nước từng ngày đổi mới. Đêm giao lưu văn nghệ là hoạt động thiết thực, góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi, khích lệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân trong toàn phường quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.